Sách Tin lành Giăng đoạn 13 Trước lễ vượt qua, Đức Chúa Giêsu biết giờ Ngài phải rời thế gian này để trở về với Cha đã đến. Ngài đã yêu thương những người thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu thương cho đến cuối cùng. Đang bữa ăn tối, ma quỷ gieo ý định phản Ngài vào lòng Judas Iscariot, con của Simon. Đức Chúa Giêsu biết rằng cha đã giao mọi sự trong tay ngài và ngài từ Đức Chúa Trời đến cũng sắp về với Đức Chúa Trời nên đứng dậy khỏi bàn ăn cởi áo ngoài ra lấy khăn quấn ngang lưng rồi ngài đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ ngài cũng lấy khăn đã quấn ngang lưng mà lau chân cho họ khi ngài đến với Simon Peter thì ông nói thưa Chúa Chúa mà lại rửa chân cho con sao? Đức Chúa Giêsu đáp: Bây giờ con chưa hiểu việc ta làm, nhưng về sau sẽ hiểu. Phi-rơ thưa: Con sẽ không bao giờ để Chúa rửa chân cho con đâu. Đức Chúa Giêsu đáp: Nếu ta không rửa chân cho con thì con không có phần gì nơi ta cả. Phi-rơ nói: Thưa Chúa, không phải chỉ rửa chân thôi mà luôn cả tay và đầu con nữa. Đức Chúa Giêsu đáp, ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân thì sạch tất cả. Các con đã được sạch rồi, nhưng không phải tất cả. Vì biết ai là kẻ sẽ phản ngài nên ngài mới nói, không phải tất cả các con đều tin sạch. Sau khi đã rửa chân cho các môn đồ, ngài mặc áo lại, rồi ngồi vào bàn và nói, các con có hiểu điều ta đã làm cho các con không? Các con gọi ta là thầy là chúa các con nói rất đúng vì ta thật như vậy nhưng nếu ta là thầy là chúa mà còn rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau vì ta đã làm gương cho các con để các con cũng làm như ta đã làm cho các con thật ta bảo thật các con đầy tớ không lớn hơn chủ sứ giả không lớn hơn người sai phái mình nếu các con biết những điều này và làm theo thì được phước ta không nói về tất cả các con ta biết những người ta đã chọn nhưng lời kinh thánh này phải được ứng nghiệm kẻ ăn bánh của ta trở gót chống lại ta bây giờ ta nói điều này với các con trước khi việc xảy ra để khi việc xảy ra thì các con tin rằng ta là đấng hằng hữu thật ta bảo thật các con Ai tiếp người ta sai đến, tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta đến. Khi Đức Chúa Giêsu đã nói như vậy rồi, thì ngài xúc động trong tâm linh và khẳng định rằng: "Thật, ta bảo thật các con, một người trong các con sẽ phản ta." Các môn đồ nhìn nhau, không rõ ngài nói về ai. Một trong các môn đồ là người được Đức Chúa Giêsu yêu thương đang tựa vào lòng Đức Chúa Giêsu. Simon Führer ra hiệu cho môn đồ ấy hỏi xem thầy muốn nói về ai. Môn đồ này nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu và hỏi: "Thưa Chúa, người ấy là ai?" Đức Chúa Giêsu đáp: "Đó là người mà ta sẽ trao miếng bánh ta sắp nhúng đây." Rồi ngài nhúng một miếng bánh và trao cho Judas Iscariot, con của Simon sau khi Juda nhận lấy miếng bánh thì tan vào lòng anh ta. Đức Chúa Giêsu bảo Juda, việc con làm hãy làm nhanh đi. Nhưng không một ai ngồi tại bàn biết vì sao ngài nói với anh ta như vậy. Một vài người nghĩ rằng vì Juda giữ túi tiền nên Đức Chúa Giêsu bảo anh ta đi mua những thứ cần dùng cho kỳ lễ hoặc ban phát điều gì cho người nghèo. Khi đã nhận miếng bánh rồi, Yuda liền đi ra. Lúc ấy trời tối. Khi Yuda đi ra rồi, Đức Chúa Giêsu hỏi: Bây giờ con người được tôn vinh và Đức Chúa trời được tôn vinh nơi con người. Nếu Đức Chúa trời được tôn vinh nơi con người, thì Đức Chúa trời cũng sẽ tôn vinh con người trong chín ngày và sẽ tôn vinh ngay. Hỡi các con bé nhỏ, ta không còn ở với các con bao lâu nữa các con sẽ tìm ta. Và như ta đã nói với người Do Thái rằng, nơi ta đi, các ngươi không thể đến được. Thì bây giờ ta cũng nói với các con như vậy. Ta ban cho các con một điều răng mới. Ấy là các con phải yêu thương nhau. Như ta đã yêu thương các con thể nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. Simon Phêrô thưa, thưa Chúa, Chúa đi đâu? Đức Chúa Giêsu đáp, nơi ta đi, bây giờ con không thể theo được, nhưng sau này con sẽ theo. Phêrô thưa, thưa Chúa, vì sao bây giờ con không thể theo Chúa? Con sẽ hy sinh mạng sống con vì Chúa. Đức Chúa Giêsu đáp, con sẽ hy sinh mạng sống con vì ta sao? ta bảo thật với con, trước khi gà gáy, con sẽ chối ta ba lần. Sách Gióp Chương 15 Elipha cho rằng con người đau khổ vì bị Đức Chúa Trời trừng phạt. Elipha người thê man nói, chẳng lẽ người khôn ngoan lại đối đáp bằng tri thức vu vơ và chứa gió đông đầy bụng hoặc dùng lập luận vô bổ lời nói nhảm nhí mà biện hộ cho mình sao anh gạt bỏ lòng kính sợ đức chúa trời ngăn cản việc suy ngẫm trước mặt ngài vì tội ác anh dạy cho miệng anh nói và anh chọn lời lẽ của kẻ xào quyệt miệng anh kết án anh chứ chẳng phải tôi và chính môi anh làm chứng chống lại anh có phải anh là người ra đời đầu tiên hay được dựng nên trước cả núi non không? Chẳng lẽ anh đã nghe được cuộc luận bàn của Đức Chúa Trời và thâu tóm hết khôn ngoan về cho mình sao? Có điều gì anh biết mà chúng tôi không biết? Có điều gì anh hiểu mà chúng tôi không hiểu chăng? Giữa chúng tôi cũng có người tóc bạc, kẻ cao niên, lớn tuổi hơn cả thân sinh anh. Lời an ủi của Đức Chúa Trời và tiếng êm dịu đã dành cho anh còn quá ít với anh sao tại sao lòng anh bối rối và mắt anh quắc lên đến nỗi tâm linh anh chống lại đức chúa trời và miệng anh tuôn ra những lời như thế loài người là gì mà cho là thanh sạch kẻ do người nữ sinh ra là ai mà tự nhận là công chính kìa đức chúa trời không tín nhiệm các thiên sứ ngài dưới mắt ngài các tầng trời cũng chẳng trong sạch uống chi một kẻ xấu xa đồi bại phạm tội ác như uống nước lã hãy lắng nghe tôi sẽ chỉ cho anh tôi sẽ kể cho anh điều tôi đã thấy là điều các nhà hiền triết đã nói và không giấu điều gì tổ phụ họ truyền lại chỉ có họ mới được ban đất đai không một dân ngoại nào được sống giữa họ kẻ gian nát chọn đời đau quằn quại Suốt tháng năm phải chịu cảnh bạo tàn, tiếng kinh hoàng luôn gào thét bên tai, đang yên ổn thì quân cướp tràn đến, không tin rằng mình thoát khỏi tối tăm mà số phận đã dành cho gươm giáo. Khi bị ném ra ngoài làm mồi cho kên kên, nó biết rằng ngày tâm tối đã gần. Khốn khó sầu não làm cho nó khiếp kinh, dồn ép nó như một vua sẵn sàng chinh chiến vì nó đưa tay lên chống cự Đức Chúa Trời và kiêu căng thách thức đấng toàn năng. Núp dưới chiếc khiên dày cộm nó bướng bỉnh tấn công Chúa vì nó làm cho mặt mình phi nội, hai hông căng phình mỡ. Nó ở trong các thành bị tàn phá, trong các nhà bỏ hoang, những ngôi nhà đợi ngày sụp đổ. Nó không giàu có nổi, của cải chẳng bền lâu sàn nghiệp nó không lan ra trên đất nó sẽ chẳng thoát được tối tăm lửa làm khô héo trồi của nó hơi thở từ miệng đức chúa trời sẽ cuốn nó đi nó tin cậy vào sự hư không mà tự lừa dối mình vì sự hư không sẽ là phần thưởng của nó nó sẽ được báo ứng đầy đủ trước kỳ hạn còn các cành nó sẽ chẳng xanh tươi nó như cây nho rụng trái non như cây ô liu không đậu hoa, vì dòng dõi kẻ vô đạo không sinh sản, lửa sẽ thiêu trại của kẻ ăn hối lộ. Chúng mang thai điều ác sẽ sinh ra điều hung dữ. Lòng của chúng chuẩn bị kế gian tà. Sách Gióp chương 16 Gióp khẳng định mình vô tội gióp đáp rằng những điều như thế tôi đã nghe nhiều rồi tất cả các anh đều là những kẻ an ủi gây bực bội các lời viển vông này không bao giờ dứt sao điều gì thúc giục anh nói mãi không ngưng nếu các anh ở vào hoàn cảnh của tôi tôi cũng có thể nói như các anh tôi cũng sửa soạn lời lẽ chống lại các anh và lắc đầu nhìn các anh nhưng miệng tôi sẽ khích lệ các anh lời an ủi từ môi tôi sẽ xoa dịu nỗi đau của các anh nếu tôi nói nỗi đau của tôi không thuyên giảm còn tôi nín lặng liệu nó có lìa xa nhưng bây giờ chúa khiến tôi mòn mỏi làm cho cả nhà tôi kinh hoàng ngài khiến da tôi nhăn nheo là bằng cớ chống lại tôi thân tôi còm cõi là bằng cớ nữa tố cáo thẳng vào mặt tôi trong cơn thịnh nộ ngài xé tôi và ghét bỏ tôi ngài nghiến răng với tôi kẻ thù tôi chừng mắt nhìn tôi chúng hả miệng chế nhạo tôi thô bạo tát vào má tôi kết bè kết đảng chống lại tôi đức chúa trời phó tôi cho phường bất chính ném tôi vào tay bọn gian tà tôi đang an ổn thì ngài bẻ tôi ra nắm cổ tôi và đập tôi tan tành ngài đặt tôi làm bia để bắn các mũi tên ngài bao vây tôi ngài bắn thùng lưng tôi không thương xót khiến mật tôi đổ ra trên đất ngài gây cho tôi hết thương tích này đến thương tích khác xông vào tôi như một dũng sĩ tôi may áo tang phủ lên da thịt chôn vùi sức lực tôi vào bụi đất mặt tôi sưng đỏ lên vì khóc bóng sự chết hiện trên mí mắt tôi dù trong đôi tay tôi không có bạo lực và lời cầu nguyện tôi trong sạch hỡi đất đừng vùi lấp máu ta hãy để tiếng kêu than của ta cứ mãi vang xa ngay giờ này đứng làm chứng cho tôi ở trên trời đứng bảo lãnh tôi ở nơi cao các bạn tôi chế nhạo tôi nhưng tôi đổ nước mắt mà khóc với đức chúa trời như một người biện hộ cho con người với đức chúa trời như con cái loài người biện hộ cho bạn hữu mình. Vì tháng năm ít ỏi sắp trôi qua, tôi sẽ đi con đường mà tôi không trở lại. Châm ngôn Chương 13 Con khôn ngoan nghe lời khuyên dạy của cha, nhưng kẻ nhạo báng không chịu nghe lời của trách. Nhờ bông trái của môi miệng mà một người được hưởng điều lành còn tham vọng của bọn xảo trá là sự hung bạo người canh giữ môi miệng giữ được mạng sống mình nhưng kẻ hở môi quá luôn bị thất bại lòng kẻ lười biếng thèm muốn mà chẳng được gì còn lòng người siêng năng sẽ được thỏa mãn người công chính ghét lời dối trá kẻ gian nát đáng bị ghê tởm và hổ thẹn sự công chính bảo vệ người sống ngay thẳng nhưng sự gian nát đánh đổ kẻ phạm tội có kẻ làm ra vẻ giàu mà chẳng có gì hết cũng có người làm ra vẻ nghèo lại có nhiều của cải giá chuộc mạng sống một người là của cải của người ấy nhưng người nghèo chẳng thèm nghe lời đe dọa ánh sáng của người công chính gieo vui nhưng ngọn đèn của kẻ gian nát lại vụt tắt sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi còn sự khôn ngoan ở với người chịu nghe lời khuyên dạy của phi nghĩa sẽ sớm hao mòn nhưng ai khéo tay thu góp thì của cải sẽ gia tăng hy vọng bị hoãn lại khiến lòng đau đớn những ước mơ được thành là cây sự sống kẻ xem thường lời dạy hẳn phải trả giá còn người kính trọng giới dân chắc chắn được ban thưởng. Lời dạy của người khôn ngoan là nguồn sự sống giúp người nghe thoát bẫy tử vong. Sự thông sáng thật được hưởng ân huệ nhưng đường của kẻ xảo trá đầy gian nan. Tất cả người khôn khéo đều hành động theo tri thức nhưng kẻ ngu muội lộ ra điều điên dại. Sứ giả gian ác rơi vào tai họa còn khâm sai trung tín đem lại sự chữa lành ai bỏ qua lời khuyên dạy sẽ bị nghèo khổ và xỉ nhục nhưng ai đón nhận lời của trách sẽ được tôn trọng ước mơ được thành làm cho tâm hồn êm dịu lìa bỏ gian tà là điều kẻ ngu dại gớm ghê ai giao tiếp với người khôn sẽ trở nên khôn ngoan nhưng kẻ làm bạn với bọn ngu dại sẽ bị tàn hại, tai họa đuổi theo kẻ có tội. Còn phước lành là phân thưởng của người công chính. Người lành để lại gia sản cho con cháu mình, nhưng của cải kẻ có tội để dành cho người công chính. Đất do người nghèo khai phá sinh ra nhiều lương thực, nhưng sự bất công quét sạch lương thực ấy đi. Người nào kiêng roi vọt là ghét con cái mình nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dậy nó người công chính được ăn uống no nê còn bụng kẻ ác phải bị đói lả